Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Âu liên quan đến biến thể phụ BA4, BA5 của biến chủng Omicron. Tại Việt Nam, thì dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ này trong cộng đồng. Nhiều người dân sau khi tiêm vaccine mũi cơ bản hoặc đã từng mắc COVID-19 bắt đầu chủ quan, lơ là trong việc áp dụng các biện pháp phòng bệnh, nhất là chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, kể cả tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Y tế dự báo số mắc COVID-19 thời gian tới có thể tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, Bộ đề nghị các địa phương tập trung triển khai, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế. Trước những diễn biến khó lường của dịch với biến thể mới, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4, giao chỉ tiêu tiêm chủng tới tận cấp huyện, cấp xã, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân.